Một cháu bé 3 tuổi bị hóc hạt bí đã tử vong sau khi gia đình đưa đến bệnh viện thăm khám. Liên quan vụ việc, trưa nay ngày 27 tháng 1, anh Trần Văn Chi, cha của bé TDL 3 tuổi, nạn nhân trong vụ việc cho biết, các bác sĩ trong ca trực đêm mùng 5 đến rạng sáng ngày mùng 6 Tết tại bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi đã quá tắc trách dẫn đến cháu L tử vong. Theo anh Chi, trước đó khoảng 20 giờ ngày mùng 5 Tết, cháu TDL con anh chơi đùa cùng nhóm trẻ. Một số cháu lớn đã lấy hạt bí để ăn, sau đó xảy ra sự việc cháu L bị hóc hạt bí, tình trạng khó thở và ho sặc sụa. Phát hiện sự việc, vợ chồng anh Chi đã chở cháu L đến bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi để cấp cứu. Thời điểm trên vào khoảng gần 21 giờ, khi vào bệnh viện cấp cứu, gia đình đã chủ động nói với y bác sĩ có mặt tại bệnh viện là cháu bị hóc hạt bí. Một bác sĩ trẻ đã dùng dụng cụ y tế vạch họng của cháu ra xem và nói với gia đình rằng không có gì. Anh Chi khẳng định con bị hóc hạt bí nên đã yêu cầu được chụp phim, nội soi để kiểm tra. Một lúc sau, cháu bé được đưa đi chụp phim. Quá trình kiểm tra phim chụp, các bác sĩ vẫn khẳng định là không có gì. Lúc này cháu bé trong tình trạng muốn nôn nhưng không nôn được, sau đó con anh được đưa lại vào phòng cấp cứu. Khi anh Chi đề nghị được đưa con chuyển tới bệnh viện Đà Nẵng, các bác sĩ vẫn một mực khẳng định với gia đình là không đáng lo ngại. Anh Chi cho biết người cuối cùng thăm khám cho con anh là bác sĩ tên T. Sau khi nghe tiếng thở, người này nói con anh bị hen suyễn, không phải hóc dị vật. Sau đó cho con anh thở khí dung. Lúc này bệnh nhân có ổn hơn một chút và được đưa lên khoa điều trị ở tầng 5. Các y tá bệnh viện nói với anh Chi rằng giờ không có ai làm việc và sáng mai mới làm. Anh Chi cho biết họ giục anh về nhà lấy bảo hiểm để làm thủ tục nhập viện cho cháu. Đến khoảng 2-3 giờ cùng ngày, gia đình anh Chi chở cháu L về nhà để tìm bảo hiểm, đồng thời rửa vết nôn ói trên cơ thể của cháu bé. Đến khoảng 3 giờ sáng mùng 6 Tết, gia đình anh Chi thuê xe taxi đưa con trở lại bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi. Khi gần tới bệnh viện, cháu L được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, sau đó được chuyển lên phòng hồi sức tích cực. Tại đây các y bác sĩ đã hút đờm, lấy oxy cho cháu thở. Tuy nhiên khoảng 20 phút sau, bác sĩ báo bệnh nhân đã không qua khỏi. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình anh Chi đã rất bức xúc. Lãnh đạo bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi cho biết, khi tiếp nhận cháu L, bệnh viện đã cho hội chẩn khám kỹ xong mới đưa lên khoa điều trị. Tuy nhiên đến khoảng 0 giờ sáng mùng 6 Tết, bác sĩ phòng bệnh đến khám thì đã không thấy bệnh nhân ở bệnh viện nữa. Mãi đến rạng sáng gia đình mới đưa cháu đến viện, sau đó bệnh nhân được chuyển lên khoa hồi sức tích cực nhưng cháu đã mất. Lãnh đạo bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi cho biết, nguyên nhân dẫn đến tử vong của cháu cần phải có giám định pháp y để làm rõ. Lãnh đạo bệnh viện cũng đã làm việc với các bác sĩ ca trực cũng như phối hợp với công an để làm rõ vụ việc.